Tiếp tục Panasonic nha mọi người. Con này thì vỏ ở ngoài cũng khá là ok, không có bị trầy xước gì nặng hết trơn á. À, chỗ này nó hơi xước rất là nhẹ luôn, xước dạng như xước lông mèo đây nè mọi người nè, nhìn đây nè. Nhìn hướng này thì nó đen vậy thôi chứ thực sự ra nhìn nó như vậy nè. Đó, nặng nhất là vậy thôi. Nhìn chung á thì cũng không tới nổi nào. Tại vì hàng đã qua sử dụng rồi mà. Chịu lực 100 kg nha mọi người, 100 kg đứng lên không có bị bể đâu. Này là người ta thử độ rớt rồi này kia rồi, lúc mà ở Nhật nó xuất xưởng rất là cao. Con này là khá là đẹp ở cái này nè, phím còn như mới mọi người. Thường thường cái lô về là ít được như vậy lắm, nhưng lô này thì về nó được rẻ. Và có những cái con xấu hay như thế nào thì mình bán để cho mọi người, ai nhanh tay thì lấy, ai thích thì lấy ha. Đó, mỗi con và mỗi mã mình có làm cái hình nền riêng, mọi người chọn xong cái mã đó là hết rồi, không còn nữa. Cho nên là ai thích thì báo mình. Giống như con này khá là đẹp, không có bị lỗi lầm gì hết. Màn hình của nó cũng rất là đẹp nha mọi người, có một chấm phản quang rất là nhẹ thôi, dường như là không có phản quang luôn, siêu nhẹ bên này nè, rất là nhẹ luôn. Mình là mình kỹ, có cái gì là mình nói như vậy để cho khách hiểu. Còn cái dòng phản quang thì trên Mana 100%, chẳng qua là ít hay nhiều thôi. Nó là như vậy, thì nó là cái dòng mà quân đội có khả năng chịu lực nó vậy. Cái màn hình của nó rất là đẹp, rất là đẹp, đẹp kinh khủng luôn. Full HD. Cấu hình i5 7300, RAM 4 và SSD 128. Cái này là zin cái cấu hình nó như vậy nha mọi người. SSD 128 thì văn phòng vẫn ok nha mọi người. Tại vì cái dòng i5 Gen 7 là văn phòng ok nè. À, có sẵn Word, Excel, có mọi thứ, mình tải những cái chương trình phần mềm học học online rồi là vô tư. Trừ phi mình làm những cái gì nặng quá thôi, chứ còn mà làm những cái vấn đề ví dụ như kế toán nè, hay là làm việc văn phòng, lên đơn, bán hàng online, học online rồi là tùm lum hết là được hết, vô tư. Máy đẹp, gọn, nhẹ, có 8 lạng thôi, tiện xách đi lại, kèm sạc zin và đặc biệt là pin trên 3 giờ. Đó, nhẹ heo à, còn độc lạ nữa. Bỏ cái máy ra ít tiền mọi người, nhưng mà mua cái máy độc lạ khiến người khác phải tò mò. À, chứ còn mà bây giờ mà mấy 10 triệu, mười mấy triệu thì nhìn cũng cứ như nhau. Cái này rất là độc lạ luôn á. Ban đầu mình thấy cái mẫu này rất là xấu, nhưng mà khi mà xài và sử dụng nó thì lại thấy nó rất là hay. Tại vì thứ nhất là trong cái tầm tiền là nó rẻ hơn những cái dòng khác, cái model nó tầm tiền nó rẻ hơn, nhưng mà nó trái ngược là cái giá xuất xưởng lúc mà ở bên Nhật thì nó lại cao hơn những dòng khác. À, như những cái dòng này mà cái dòng đời mới mà ví dụ như bây giờ như cái Dell HP mà mình hay bán Gen 8, Gen 9, Gen 10 đó là nó rất là đắt, tại vì dân Nhật người ta còn sử dụng. Chẳng qua là những cái dòng này từ 2017 người ta không xài nữa thôi thì mới về tới tay mình và hả nó rẻ. Rồi cảm ơn mọi người nhiều, mình báo giá 2 triệu 8, máy này là khá là đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Văn phòng online như nãy giờ mình nói, những bác người lớn tuổi mình đem ra mình đọc báo hay mình nghe nhạc hay gì 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 đó là cũng rất là hay rồi. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình, chỉ có 2 triệu 8 nha.